Ok, xin chào tất cả mọi người và chào mừng game đã tiếp tục quay trở lại với channel The AVG của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tới với một cái thể loại game cực kỳ hay và thú vị mà mình lại vừa mới tìm được ở trong The Dock nha anh em. Một trò chơi mà chúng ta sẽ phải sinh sống một ngày ở trong cái thang máy của tựa game Door anh em ạ. Đấy, mọi người có thể nhìn xung quanh đây một cái thang máy rất là quen thuộc đúng không? Anh em nào mà chơi Door quen ấy thì anh em cũng chả còn xa lạ gì về cái thang máy này nữa rồi. Nhưng mà thang máy này thì nó lại hơi độc lạ Bình Dương một chút. Bởi vì sau mỗi một phút hay là vài giây gì đó, nó sẽ đưa chúng ta tới một cái địa điểm, nói chung là nó hơi quái dị một tí anh em ạ, chứ không phải là chúng ta chơi kiểu như bình thường đâu. Và để xem ngày hôm nay mình có thể sống sót nổi trong cái thang máy, nói chung là nó ma ám quỷ ám này không nào. Đấy, anh em có thể nhìn xung quanh này, đây là thang máy đang đếm ngược này, một giây nữa này. Rồi, và cửa đã mở ra. Úi dồi ôi, cái gì đây? Chắc chắn đây không phải là tựa game Door rồi anh em ơi. Nó đã đưa chúng ta tới một cái khu vực gì đây? Đồ đạc ở trong tựa game Door bây giờ nó bay lơ lửng này luôn anh em ạ. Ảo thật, anh em thấy chưa? Và không biết ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể sống sót được không. Mình sẽ tạo một cái thử thách là sống sót 5 lần đi. Chúng ta sẽ cố gắng sống sót và không chết lần nào cũng được. Rồi thôi, nhưng mà cũng phải chết vài lần nữa. Thôi, sống sót 5 lần đi nha anh em. Ôi sao nhặt được cái lon coca gì này. Đấy, chúng ta sẽ cố gắng để không chết quá 5 lần đi anh em. Bởi vì thử thách này nó sẽ có rất là nhiều những cái con ma quỷ, xong rồi nói chung là dễ chết lắm. Rồi, và có vẻ thử thách đầu tiên khá là dễ anh em ơi. Nó cho chúng ta một cái ô bi. Nhưng mà không biết là cánh cửa tiếp theo mở ra thì thang máy này sẽ đưa chúng ta tới đâu đây. Nói chung thang máy này nó hơi kiểu Zoro một tí anh em nhá. Kiểu bay tứ tung trên thế giới anh em ạ. Bay chắc là sang cả các vũ trụ khác chứ không đùa đâu. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. Và nó đưa chúng ta tới đâu đây? Ôi, con kia là cái con, hình như là con này là, theo như mình nhớ là con này là Flicker ấy. À, cái gì? Rồi, đất ơi, tí đi chết anh em ơi. Tự nhiên nó đang lao tới đây, nó bị trượt chân xuống anh em ạ. May, vẫn an toàn, vẫn an toàn. Chúng ta vẫn sống sót nha mọi người, chưa chết mạng nào cả, hợp lý. Và để xem là cái thử thách tiếp theo của chúng ta sẽ là gì nào. Rồi, nó lại đưa chúng ta tới một căn phòng nào đó anh em ơi. Wow. Ô, cái gì ấy, sao có thằng bay qua kìa. Này anh bạn ơi, đi đâu ấy? Tự nhiên có thằng nốp gì đó nó bay qua anh ạ. Ui dồi ôi. Rồi, thanh niên kia chắc đi chắc rồi. Thanh niên kia chắc đi rồi anh em ơi. Chúng ta không nên ra ngoài đó nha mọi người. Đấy, thử thách này nói chung là nó hơi nguy hiểm một tí, là tùy từng cánh cửa mình mới ra ngoài thôi. Chứ nếu mà ra bây giờ chết thì sao, đúng không? Đấy. Rồi nào, cánh cửa tiếp theo nào. Cái gì đây, tổng số tầng 12, máy chủ 12 này là cái gì, 22 này là cái gì ta? Không biết nữa anh em ơi. Rồi, và nó đã đưa chúng ta tới một khu vực nào đó. Ôi, cái này không ra được này. Rồi, cái gì đây? Úi dồi ôi, ambush kìa. Trời đất ơi. Ambush chạy qua sau lưng thanh niên này với mấy thanh niên cảnh sát anh em ạ. Nhưng mà có vẻ như tất cả mọi người đều rất là thản nhiên anh em nhá. Nào nào nào, Ambush. Giỏi lại đấy. Giỏi lại đấy. Đúng rồi, thang máy này đưa chúng ta tới những cái nơi nó độc lạ thật, quái dị thật. Rồi, lại phải đợi thêm 25 giây. À, vậy là 25 giây nó sẽ reset một lần nha mọi người. Cánh cửa tiếp theo và thử thách tiếp theo của chúng ta sẽ là gì đây? Rồi, nó đã đưa chúng ta tới một căn phòng rồi anh em ơi. Ra được không, ra được không? Ô, căn phòng này ra được nha mọi người. Ô, ô bi à, ok ok. Chúng ta sẽ phải nhảy lên trên này. Không biết căn phòng này nó sẽ... Úi dồi ôi, căn phòng này bị ngập nước. Nhảy nhanh anh em ơi. Úi dồi, Door này nó hơi lạ anh em ơi. Door này nó bị ngập lụt rồi. Nào nào nào, chúng ta phải lên đây nhanh lên. Bấm nút đi, bấm nút. Rồi rồi, bấm cái nút này nó sẽ tạo đường đi nha. Nhanh nào, thôi xong rồi, quả này đi rồi. Quả này nó cho quả ngập lụt rồi anh em ơi. Ảo thật. Ok, đường này thì đi đâu? Ui rồi ôi, tí thì sống sót anh em ạ. Mình đợi một giây nữa nhảy lên phát đấy là sống sót rồi. Trời đất. Thế là chết một mạng chứ, thử thách chứ không chết quá 5 lần. Thế mà chết phát một mạng rồi, vậy là mình coi như là còn 4 lần nữa nha. À ôi giời. Biết thế ở trong thang máy luôn anh em ơi. Không ngờ là cái Đo kiểu gì ngập lụt luôn rồi, trời ảo thật. Chúng ta chuẩn bị tới cánh cửa tiếp theo rồi. Làm gì cứ leo như khỉ ấy. Ai, cánh cửa tiếp theo sẽ là gì đây? Rồi luôn. Con này là con gì? Figure này. Con lại con này à? Ôi giời, cái gì mà Hamburger này. What? Ảo ơi trời. Game gì ảo ơi trời. Con này có giết mình không ta? Ồ, không giết. Ồ, con này trong này nó không giết mình nha anh em. Khổ. Ôi, nhìn trông giải trí thực sự. Ăn burger đi mọi người ơi. Ăn hamburger đi. Rồi, đất ơi, quả game. Giờ con này trong game kia thì nó rất là kinh dị. Con này là ở phòng 50 này anh em nhé.
Trong game kia thì nó rất là kinh dị, nhưng mà cho vào đây thành chúa hề rồi anh em ạ. Vãi cả phát hamburger ăn đè đấy. Ủi mất lon nước rồi, vừa nãy chết pha mất lon nước luôn chứ. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi cánh cửa tiếp theo. Và cánh cửa tiếp theo không biết là gì đây anh em ơi. Ôi, một cánh cửa đã mở ra, trông có vẻ khá là man rợ anh em nhá. Ui giời ơi, thôi. Ôi rồi, hai thằng kia lag à? Ôi, hai thằng kia đi rồi anh em ơi. hai thanh niên này map chưa loát xong đã rơi xuống rồi, khổ. Chưa gì đã bước ra. Ui, nhưng mà quả map này ảo nhờ. Anh em nhìn này, cửa nó xếp loạn xì ngậu lên này. Và đằng trước chúng ta là một cái vùng gì đó rất là tối này. Ôi, cửa gì 26 xong lại 80 xong lại 30 rồi đấy. Quay lại 17 các thứ này. Ui rồi, thôi xong rồi. Lạc vào thế giới ma rồi. Thôi kiểu này bất kỳ cánh cửa này. Ui may quá, vẫn sống. Đi thêm đoạn nữa chắc có ma nó hù luôn ý anh em ạ, không đùa đâu. Không sao, vẫn sống nha. Hai thanh niên này nó coi như là chết hai mạng rồi nha. Mình là có chết mới chết một mạng thôi nha. Đấy, để xem ai sẽ là người sống sót lâu nhất đây. Ok, cánh cửa tiếp theo nào. Hy vọng nó sẽ có cái gì đó nó nguy hiểm một tí anh em nhơi. Đây. 3, 2, 1, một cửa xem nào. Thử thách của chúng ta sẽ là gì đây, cái gì kìa. Amos này. Hai con này là con gì mình... Ôi dồi, thôi xong rồi. Nó lao vào đây anh em ơi. Ở đâu? Ồ, không lao à? Rồi có một thằng đã nhảy xuống anh em ơi, và bảo vệ tất cả mọi người. Quá tuyệt vời. Rồi mấy con quái vật này biết chat luôn. Ôi, biến mất luôn rồi. Ảo thật. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng mà khá là ảo anh em ơi. Thanh niên kia đứng trước mặt con ai xong rồi con mấy con kinh kia mà vẫn sống. Quá tuyệt vời. Nói chung mấy cánh cửa này nó chỉ giải trí thôi anh em ạ, nó không có gì đặc sắc cả. Chúng ta phải tới với những cái cánh cửa mà nó thử thách một tí anh em hiểu không? Đây. 5 4 3 2 1. Mở đạo. Cánh cửa này sẽ là gì đây? Chúng ta đã thấy một căn phòng không bước ra được. Ô, có thằng gì đó chạy ra đây này. Hello anh bạn. Này anh bạn ơi, vào thang máy này. Rồi, mở cửa. Mở cửa nhìn thấy ma. Ôi không chết luôn à. Ui dồi ôi. Con Rust nó đuổi luôn chứ, ảo thật. Rồi thanh niên ấy, nhưng mà mình nghĩ là không sống được đâu anh em ơi. Chạy đua với Rust, chạy đua với ma quỷ. Nói chung là chỉ có đi bụi thôi nhá. Khổ. Rồi và chúng ta sẽ lại tới với một cánh cửa tiếp theo. Hy vọng nó sẽ có một cái căn phòng nào nó khó chơi một tí anh em ạ. Nào. Là gì đây? Lại căn phòng này à? Lại căn phòng nhảy obi anh em ơi. Rồi, ok. Lần này cố gắng sống sót nào. Nhảy nhanh nào, cái thằng này chen chân. Thôi xong rồi. Lại căn phòng ngập lụt này anh em ơi. Thôi quả này đi rồi. Chạy chậm rồi, lỡ một nhịp rồi. No, chúng ta phải lên được ở trên. Đúng rồi, bấm nút đi. Ok. Thôi xong rồi, nước đang lên rất nhanh. Ui dồi ôi. Không sao. Một phát nữa. Đây, nhảy phát này. Yes. Ôi giời ơi. Thế mà vẫn chết đây anh em ơi. Ủa. Ui giời, biết thế đứng trong thang máy luôn anh em ơi. Chả hiểu tự nhiên chạy ra nhảy làm cái gì ta. Đứng trong thang máy như thằng này có vẻ sống rồi không. Trời đất, chả hiểu. Vậy là chúng ta đã chết hai lần rồi nha anh em. Năm, coi như là thử thách là 5 mạng đi. Vậy là chết 2 mạng rồi, chúng ta sẽ còn 3 mạng nha. Và cánh cửa tiếp theo của chúng ta sẽ là gì đây? Nãy giờ lặp lại cửa hơi nhiều nha. Cho cái cánh cửa nào mới tí xem nào. Đâu, cánh cửa gì đây? Rồi, căn phòng này có vẻ mới anh em ơi. Căn phòng này có vẻ mới này. Ui, một căn phòng có vẻ khá là rộng anh em ơi. Có cả giường sao lại xếp lung tung này. Tranh ảnh sao lại rơi xuống này. Ui, ôi, cái gì đây? Ui, ôi. Ôi anh em nhìn đây. Tất cả đồ đạc nó đang bị dồn lại một chỗ anh em ơi. What? Ôi thôi xong rồi, quả này đi rồi, chạy đi đâu? Núp vào tủ. Không núp vào được. Ở đâu? Thôi xong rồi. Quả này bị nó đè bẹp rồi. Đâu. Sống. Vẫn sống. Ừ. Hay quá, cứ tưởng chết. Ui. Tất cả các đồ đạc ở trong căn phòng này nó dồn lại, nó ép luôn anh em ạ. Ảo thật. Đo này nói chung là nó hơi kiểu một thế lực gì đấy nó điều khiển nha anh em. Đấy, tính ra cái map đấy là hay đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn sống sót nha mọi người. Ui, tính ra là đấy, nó phải có những cái thử thách như thế nó mới khó anh em hiểu không?
suốt ngày ngập lụt các thứ nó hơi chán tí. Thậm chí là cái game này nó còn cho chúng ta mua được gì đấy, pizza này, bánh mì này, coca này, đèn pin này. Ồ, mình mua được đèn pin với trọng lực với mấy cái tốc độ này rồi nha anh em. Uầy, tính ra nhiều tiền phết. Mua được hết mấy cái này rồi. Ok, đây, cái này nhảy cao này, cái này chạy nhanh này, đó. Úi xồi ôi, úi xồi ôi, chạy ra khói luôn. Đấy, có dụng cụ vào cái nó phải khác liền anh em biết chưa. Nhưng mà cho cái map nào mới mới thế nào. Nãy giờ cứ va với vần. Úi xồi, lại cái này à. À, cái này thì bây giờ sống sót được nha. Cái ngập lụt này bây giờ sống sót được rồi. Đây anh em nhìn nhá. Mình bây giờ mình có cái nhảy cao này. Nó sợ cái gì. Úi dồi ôi, dụng cụ đầy mình này sợ cái gì. Giờ sống sót được cái này là cái chắc rồi. Anh em biết chưa. Bấm cái nút. Ok, chạy nhanh qua đây nào. Bấm cái nút này. Nhảy lên đây. Rất nhanh gọn lẹ anh em nhá. Ơ à? À vậy là đi đến đây là win luôn anh em ơi. Ờ vậy là đi đến đấy là coi như là win luôn. Trời đất. Úi dồi thạch điên. Đi đến đấy là coi như win luôn rồi chứ làm sao mình chết được pha đấy. Ok. Nói chung là cái thử thách sinh sống 24 giờ trong thang máy này nó hơi kiểu tự kỷ một chút anh em ơi. Nãy giờ cứ đứng ở đây xong đợi đi ra mấy cái nơi chả ra cái gì cả, chả ra cái thể thống gì cả. Nhưng mà con game này nói chung là cũng khá là kỳ dị anh em nhá. Đây nó còn update tiếp theo, nó ghi ngày tháng các thứ đấy. Nói chung hy vọng game này trong tương lai nó sẽ update thêm nhiều những cái thử thách nó lạ lạ một chút. Đấy, và nếu anh em đã thích cái video này thì cũng đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.